Sau khi Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam có công văn khuyến khích các đơn vị trực thuộc tiếp tục hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản, đã có 50 đơn vị đăng ký tiêu thụ hơn 186 tấn vải thiều Bắc Giang. Đến nay, một số đơn vị như là Than Vàng Danh hay Tuyển Than Cửa Ông đã hỗ trợ thu mua xong hàng chục tấn vải thiều. Dự kiến đến giữa tháng 6 này thì các đơn vị còn lại sẽ tiếp tục nhận vải thiều từ Bắc Giang để chuyển tới người lao động. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết cũng như là tinh thần kỷ luật, đồng tâm của cán bộ công nhân ngành than nói riêng, nhân dân vùng mỏ Quảng Ninh nói chung, chung tay cùng với tỉnh Bắc Giang và cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19.